Tôi đã có một trải nghiệm trên tàu, nơi tôi đang làm công việc của tôi là IB, người thủy thủ trực ca được gọi là IB. Về cơ bản, nó là một thủy thủ, và những gì bạn làm là có các máy theo dõi này. Họ gọi chúng là những máy theo dõi. Bạn phải trông chừng những con tàu khác. Vì vậy, thông thường, một con tàu khi nó đang di chuyển trên đại dương có ít nhất 3 người canh gác để trông chừng những con tàu khác. Hoặc có thể những thứ bị bỏ rơi hoặc những thứ trong đại dương mà bạn không muốn đâm vào. Vì vậy, bạn có cấp bậc sĩ quan. Đó thường là một trong những người bạn đồng nghiệp có thuyền phó bậc 1, thuyền phó bậc 2, thuyền phó bậc 3 và sau đó là thuyền trưởng thường trên các tàu buôn. Đây là một con tàu chế tạo đại dương nên chúng tôi có những người làm việc như vậy. Tôi đã làm việc cùng với thuyền phó bậc 2 vào thời điểm đó và chúng tôi có những máy theo dõi khác nhau. Chúng thường làm việc 4 giờ mỗi lần, vì vậy bạn có 4 giờ làm việc, 4 giờ nghỉ, 4 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Lúc đó tôi không rõ nó là gì vào thời điểm đó, nhưng về cơ bản đó giống như một buổi thiền. Chỉ có John đang đứng, nhưng anh ấy không ngồi trên tư thế hoa sen. Tôi không biết gì về thiền, tôi không biết gì về điều đó, nhưng tôi đã bắt đầu thực hiện một chủ đề thiền định. Một cách tự nhiên tôi hỏi tôi là ai, tôi đến từ đâu, làm sao tôi đến được đây, làm thế nào để chúng ta kết thúc trong vũ trụ này như những con người. Cứ như vậy và tôi không có gì để làm. Bạn không được phép đọc, bạn không được phép nghe đài, bạn không được phép xem tivi. Bạn không thể làm bất cứ điều gì, bạn chỉ cần đứng đó và nhìn ra biển. Điều đó giống như thiền, chỉ có điều chúng tôi không được ngồi. Ý tôi là dù sao thì chúng tôi cũng không biết có cách nào để ngồi được. Chúng tôi có thể nói như vậy. Thế nên chúng tôi chỉ đứng, và chúng tôi đứng ngoài rìa của cây cầu hoặc ngoài mũi tàu. Và cứ thế này, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Chúng tôi làm 4 giờ, 4 giờ nghỉ, 8 giờ làm, ngày này qua ngày khác, và ca làm việc cứ quay vòng trên chiếc đồng hồ mà tôi đang đeo là 12 giờ đến 4 tiếng nữa. Tôi tin hoặc là 8 giờ cho đến 12 giờ. Tôi không thể nhớ được, dù sao thì tôi cũng bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ. Vào khoảng lúc 10 hoặc 11 giờ, tôi cứ nghĩ về việc tôi là ai, đến từ đâu, làm thế nào tôi đến được đây, tiếp tục làm việc đó, và chẳng mấy chốc đầu óc tôi bắt đầu. Kiểu giống như là khi bạn đổ đầy nước vào bồn rửa và bạn kéo phích cắm và nước chảy phiều phiều. Vâng, đó là những gì tâm trí tôi diễn ra. Tôi cảm thấy như vậy, nó đang cứ quay vòng vòng với cùng một câu hỏi, rồi đầu óc cứ quay mòng mòng và rồi nó dừng lại. Tâm trí tôi dừng lại, tôi không biết làm thế nào để diễn tả đúng nhất, nhưng nó giống như không còn suy nghĩ nào nữa, chỉ dừng lại thôi. Nhưng đại dương vẫn còn ở đó, con tàu vẫn còn ở đó, bầu trời sao mọc ban đêm, mọi thứ ở đó, nhưng không còn suy nghĩ nào, chỉ còn tâm thức thuần túy để nhìn vũ trụ, như thể không còn tồn tại suy nghĩ nào. Và nó chỉ trôi qua chưa đầy một giây, thật nhanh. Nó giống như không có suy nghĩ, và sau đó suy nghĩ quay trở lại ngay lập tức. Nhưng thế là đủ, nó giống như ai đó đã nâng một thứ gì đó khổng lồ khỏi đây. Giống như tất cả cuộc sống của chúng ta đang gánh vác trọng trách to lớn, và nó giống như ai đó trút bỏ gánh nặng đó ra và cảm thấy thật tự do, thật là vui mừng, vô cùng sung sướng khi mớ suy nghĩ đó được trút bỏ dù chỉ trong tích tắc. Và sau đó tôi biết rằng đó là giai đoạn đầu tiên, giống như tôi đã không đạt được giai đoạn đầu tiên của A-La-Hán. Nhưng tôi có ý thức về nó, giống như người ta nói, đó là niềm vui của việc bỏ đi trần tục, niềm vui của việc bỏ đi tạp niệm, là niềm vui của buông bỏ ý nghĩ, là niềm vui khi ý nghĩ dừng lại mọi đấu tranh tốt xấu, mọi ý nghĩ dừng lại và bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ thuần khiết như chính chúng ở bên trong bản chất thật sự của bạn. Và tất cả chúng ta đều có trí tuệ sâu sắc này, nó đã có sẵn, nó chỉ cần được giải phóng. Và tôi nói, ồ, tôi muốn đi tóm lấy viên sĩ quan thuyền phó bậc 2. Tôi muốn lấy anh ta nhìn những vì sao. Nhưng tôi nhận ra rằng
tốt hơn hết là tôi không nên làm thế. Nhưng toàn thân tôi ngứa ran khắp người và tôi đã đi ngủ vào đêm hôm đó. Sau ca làm việc, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và dễ dàng. Bạn hay gọi nó là thoải mái. Khi bạn bay lên không dễ dàng, gần như lơ lửng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù suy nghĩ của tôi đã trở lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Và thế là tôi đi ngủ đêm đó. Sau khi đi ngủ, tôi thấy rằng một phần não của tôi đi ngủ, nó mệt mỏi, nhưng một phần khác thì vẫn tỉnh thức. Nó giống như bạn vẫn tỉnh táo, và giống như bạn có thể kiểm soát cơ thể và thậm chí cả tâm trí. Tâm trí thể chất của bạn, phần này bạn có thể nghỉ ngơi, còn những phần cần thiết để sử dụng mà không cần nghỉ ngơi. Nên tôi đã có thể rời khỏi cơ thể của mình, và tôi chưa bao giờ có trải nghiệm đó trước đây. Tôi đã có thể rời khỏi cơ thể của mình, nhưng cảm giác rất tự nhiên. Và tôi đã đi qua toàn bộ con tàu, có thể đi xuyên tường, không thành vấn đề. Bạn có thể đi bất cứ đâu bạn muốn. Và Jupiter đã từng nói với chúng tôi rằng, bạn có thể đi bất cứ đâu trong không gian của một ý nghĩ. Và về cơ bản, đó là những gì đang diễn ra. Tôi có thể đi đến bất kỳ phần nào của con tàu. Tôi có thể đến phòng máy, đi trên cầu, đi vào khu vực phòng ăn. Người ta gọi đó là sảnh lộn xộn. Tôi có thể vào bếp. Tôi có thể đi bất cứ đâu. Vì vậy, tôi đã đi xung quanh và thấy tất cả những người này đang nói chuyện, di chuyển và làm những việc của họ. Ồ, tôi đoán chúng tôi có khoảng 60 người trên tàu. Sau đó tôi trở lại với cơ thể và tôi đã có những trải nghiệm như thế này, nhưng chúng dần dần khép lại trong khoảng thời gian khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày. Vâng, đây là trạng thái dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng tâm trí tôi vẫn đang suy nghĩ, vọng tưởng của tôi vẫn còn đó, nó không dừng lại. Đó không phải là định chân chính. Định chân chính, bạn có thể dừng tâm trí của mình và chỉ ở trong định thuần túy như sư phụ có thể làm điều đó. Và không có bất kỳ suy nghĩ nào, bao lâu tùy thích, nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi không biết đây là gì, tôi không biết nói với ai về nó. Tôi không thể nói chuyện với thuyền trưởng. Tôi phải làm gì để nói với họ tình trạng của tôi? Họ sẽ cười tôi và tôi sẽ nói chuyện với linh mục. Họ sẽ không biết. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hoảng loạn. Sau đó tôi có thể cảm thấy tâm trí mình quay trở lại con đường cũ một lần nữa. Tôi cảm thấy rất chán nản vì tôi đang mất đi cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu tuyệt vời đó. Tôi chưa bao giờ bị trầm cảm trong cuộc sống của tôi. Tôi thường không phải là loại người dễ bị trầm cảm. Nhưng lần đó, tôi gần như không thể đứng dậy. Sau đó chúng tôi đến Palma de Mallorca, một cảng của Tây Ban Nha. Hòn đảo của họ ngoài khơi Tây Ban Nha, một khu du lịch rất lớn. Nhưng đó là một nơi rất cũ và người Tây Ban Nha bản địa, họ thích bán đồ da, áo khoác da, quần da, thắt lưng da, mọi thứ đồ da. Và khi chúng tôi lên bờ, tại đó để nghỉ ngơi tầm khoảng một ngày, tôi ngửi thấy tất cả mùi thuộc da này. Nó thật sự khủng khiếp, bởi vì tôi nhận ra rằng đó là da của sinh vật sống. Về cơ bản, họ đang mặc da của chúng sinh, và tôi bao giờ trải nghiệm điều đó trước đây. Tôi đã nói, ồ cái này giống như chúng ta đang mặc. Tại sao chúng ta lại không chỉ khoác trên mình bộ da người? Đây là một sự khác biệt. Và sau đó tôi cảm thấy, ồ điều này thật kinh khủng. Nên tôi đã đi rảo bộ và tôi thấy nhà thờ cơ đốc giáo rất cũ kỹ này. Nó chắc đã hơn 1.000 năm tuổi. Đó là một nơi rất cổ kính ở châu Âu. Nên tôi đã đến đó và đi vào nhà thờ. Nó thật đẹp. Bởi vì tất cả những người ở đó đều là những người già mà họ đang đọc kinh kính mừng. Đó là một lời cầu nguyện, nhưng nó tương tự kinh Quan Âm. Họ đã làm điều đó cả đời. Bạn có thể thấy họ là những người tu luyện. Họ đang tu luyện một pháp thanh tịnh theo nghĩa của họ, giống như chúng ta đang niệm kinh Quan Âm. Và toàn bộ trạng thái, toàn bộ cảm giác của nơi này thật yên tĩnh, tuyệt đẹp. Bạn có thể cảm nhận được cảm giác của sư phụ từng đi vào nhà thờ. Sư phụ nói rằng họ có sự thanh khiết. Điều này bạn biết tương tự như một Phật đường và nơi mọi người thực hành pháp trì tụng trong trường hợp của họ. Đó là một lời cầu nguyện.
kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc đức Chúa Trời ở cùng bà. Họ đọc đi đọc lại, bởi vì tôi từng là một người công giáo, tôi biết những lời cầu nguyện này nên tôi ngồi ở phía sau và chỉ cảm thấy, ồ, nó giống như một hòn đảo vậy, nó giống như một hòn đảo an toàn và một biển gia thuộc. Vì vậy tôi đã nói rằng tôi thật sự cần phải tìm ra trạng thái này là gì, làm sao tôi lại có trạng thái này. Tôi biết tôi không thể nói chuyện với một nhà tâm lý học, họ sẽ không giúp tôi và tôi không thể nói chuyện. Ôi, không biết nói chuyện này với ai, tôi không thể nói chuyện với một linh mục, họ không có tình trạng như vậy. Tôi biết tôi lớn lên ở đó, tôi đã đến tu viện thánh Augustine ở trường. Tôi biết những người này, họ không như vậy, họ không có loại định đó. Tôi nói tôi muốn nói chuyện với ai đó, tôi cần tìm một người giảng dạy, nhưng tôi không biết. Tôi cần thời gian để tìm kiếm một giáo viên, nhưng tôi cần tìm ai đó để giúp tôi. Sau đó tôi tìm thấy một cuốn sách trong thư viện trên tàu của chúng tôi, có một thư viện nhỏ trên đó, và tôi tìm thấy một cuốn sách yoga. Và ở phía sau nó là một mô tả về giác ngộ là gì. Bởi một người được tôn thờ thời xưa từ những năm 1920, bạn có thể nói rằng ông ấy đã có một thứ gì đó đặc biệt. Ông ấy đã có sức mạnh tinh thần, bạn biết đấy, ông ấy đã nói về sự giác ngộ và cách ông ấy mô tả nó rất chân thật. Họ đã mô tả nó, họ đã dịch ra những gì ông ấy nói. Ông ấy nói giác ngộ là bản chất thật sự của chúng ta và mọi người đều có nó, và nó giống như một dòng sông đẹp đẽ, dòng sông trong sạch và có nhiều dòng nước đổ về dòng sông đó, nên mọi người tìm nhiều cách khác nhau để đến dòng sông đó. Không có cách nào tốt nhất, không có cách nào tệ hơn. Nhưng ông ấy nói, một khi bạn đến dòng sông, nếu bạn không trong sạch thì bạn bước xuống sông, chính bạn sẽ bước ra, bạn không thể bước vào nó được. Nó quá đẹp, không ai ném bạn ra khỏi dòng sông xinh đẹp này ngoại trừ bạn. Đó là những gì đã xảy ra với tôi nhận ra điều đó. Ồ, đó là lý do tại sao tôi không thể có trạng thái đó, bởi vì tôi không trong sạch. Bạn biết, bạn phải có nền tảng trong giới luật, đó là tất cả những gì về giới luật. Bạn phải chuẩn bị cho dòng suối trong vắt tuyệt đẹp này để hòa mình vào dòng suối của giác ngộ. Tôi không thể chịu đựng được, nó quá thuần khiết đối với tôi, và tôi nhận ra người này, thật sự tôi muốn nói chuyện với một người như vậy. Nhưng tôi biết, ông ấy đã qua đời, nên đó không thể là ông ấy. Tôi phải tìm ai khác, một bậc thầy hoặc một giáo viên. Vì vậy, khi chúng tôi trở lại Hoa Kỳ, sau 6 tháng, tôi vẫn có nhiều loại trạng thái khác nhau trong suốt thời gian này. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã quay lại. Và khi chúng tôi bước vào, tôi bắt đầu nhìn xung quanh, tôi bắt đầu đọc vào thời điểm, đó là năm 1969. Hồi đó dân hippie rất nổi tiếng, đây là thời điểm mọi người khám phá tôn giáo phương Đông, nên họ thật sự thích Maharishi Mahesh Yoga. Và sau đó là Hare Krishna, và có một nhóm người khác, có một con lạc đà không bú Tây Tạng. Tất cả những người này đều rất nổi tiếng, và ban nhạc Beatles, mà bạn biết đấy, ban nhạc Rock and Roll, họ đã đến Ấn Độ và họ đã có trải nghiệm này. Và có lẽ tôi sẽ tìm được ai đó ở đó. Nên tôi đã đến nơi của nhà tiên tri vĩ đại và họ có những địa điểm nhỏ này trên khắp nước Mỹ cho việc thiền định. Họ gọi đó là thiền siêu việt và họ nói rằng tất cả những gì bạn phải làm là ngồi 20 phút mỗi ngày và bạn sẽ giác ngộ. Điều đó thật sự tốt. Vì vậy tôi đã đi vào đó và có một cô gái trẻ trạc tuổi tôi và cô ấy nói rằng tất cả những gì bạn phải làm là niệm kinh này, và cô ấy đưa cho tôi một câu kinh để niệm, một âm thanh điên rồ nào đó mà cô ấy có lẽ chỉ bị ra thôi, tôi không biết. Và sau đó bạn chỉ cần cố gắng ngồi, bạn có thể ngồi trong tư thế bán già hoặc chỉ bắt chéo chân, và nếu bạn có thể ngồi trong tư thế kiết già cũng được, điều đó cũng tốt thôi. Và đó là tất cả những gì bạn phải làm. Và sao nó không thật tí nào? Nó không thật. Tôi không nghĩ nó là thật. Tôi cần tìm một giáo viên. Vì vậy tôi đã mất một thời gian dài để cuối cùng tìm một giáo viên thật sự. Và lúc đó đã hơn một năm. Tôi nghĩ cũng gần một năm chúng tôi đã trở lại vào năm 69. Vâng, đó là khi chúng tôi quay lại. Vì vậy tôi đã gặp sư phụ vào cuối tháng 12 năm 69.
Cuối cùng, tôi đã có thể gặp được sư phụ và sau đó tôi nhận ra rằng tôi có thể cảm nhận được người này. Sư phụ biết cách mà tôi vừa biết. Vì vậy, đó là trải nghiệm của tôi. Những người khác nhau có loại trải nghiệm khác nhau, nhưng đó là trải nghiệm của tôi.初禅有初禅，有二禅，有三禅，有四禅。这个初禅的境界，天呢得到一种清安的境界，这种清安呢就觉得身上啊很舒服的，很自在，很呢受用的，这种舒服自在，这叫啊法喜。 得到一种法喜，你法喜充满，得到法喜充满的境界，甚至于你不吃也不饿，不睡也不困，甚至于你不穿衣服也不冷，这就是修行开始的一种感觉。 很清安，坐着，觉得啊，像没有自己，走路也好像没有自己，不知自己在什么地方。那么，在这清安的境界开始以后啊，就会入一点初禅的定。 初禅定一入的时候，自己呀空了，所以呀，觉得这脉搏也停了。这打坐觉得非常自在，自在自在，真自在哦，难以言形容，说不出来那么自在了。 啊，你要得到这种自在呀、啊，你把什么都忘了，也你不，你这个美国人现在都吃药，你没得到真正的这个禅定的那个胃禅呢，我不说是那个啥一界叫胃禅呢，那个胃禅呢，那种的滋味呀、啊，比任何的情形都快乐。 比你呀、啊，男女结婚也快乐；比你这个吃任何的麻醉品呢，什么药也快乐。那种的境界，简直这是说不出。所以说，自在自在，真自在，难以言形容，说不出来的。啊，所以说，入人饮水，冷暖自知，就好像喝茶似的。这个茶是凉的，你自己也知道。 这个茶是热的，你自己也知道。一定这个境界一定要过来人才明白。怎么叫过来人呢？从这个路上走过来的啊，你一说他知道你这是到什么到一个什么阶段上了，到一个什么程度上了啊。那么修禅，只要你有一点诚心，谁都可以得到的。那么那种。 那种的快乐法呀，没有可以能和它比的，所以这叫离生喜乐地，离开烦恼啊，将要离开烦恼得到的快乐了，这是啊，这个定的一种。 哈哈，问什么的说好？